Rồi, xin chào anh em. Thì như anh em đã biết là trước đây tôi giới thiệu với anh em một cái giải pháp nhà thông minh, nó dùng cái này, nó gọi là Home Assistant. Thì cái hệ thống này nó khá là thú vị, nó rất là tiện lợi, nó rất là hay ho, nó rất là nhiều tính năng. Nhưng mà cái điểm bất cập của nó đó là người sử dụng, tức là ví dụ như tôi setup thì tôi phải tìm hiểu nó rất là lâu, phải quen biết rất nhiều chuyên gia công nghệ để họ hướng dẫn thì tôi mới có thể setup được. Thế thì nếu như là anh em mà không hoạt động trong cái lĩnh vực công nghệ, không biết nhiều về gọi là nhà thông minh, không biết nhiều về IoT thì gần như là cực khó để anh em có thể setup và sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Thế cho nên là chính vì thế cho nên là cái nền tảng này tôi vẫn chưa thể nào gọi là có một cái bài hướng dẫn hoàn chỉnh hay là cái gì đó cho anh em, bởi vì là mỗi nhà mỗi kiểu, mỗi router mỗi kiểu, cách setup lại khác nhau. Xong rồi hôm nay thì nó lỗi này, mai nó lại lỗi khác, nó rất là phức tạp. Thế cho nên là đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào hướng dẫn anh em một cái hoàn chỉnh cái gì cả. Đấy là cái điểm yếu rất lớn, rất rất lớn của cái nhà thông minh sử dụng Home Assistant này. Đó, thì như lần trước cách đây 1-2 tuần gì đấy, tôi đã có để gọi là teaser với anh em một cái ảnh, đấy là tôi đang nâng cấp lại cái nhà thông minh theo một cái hướng mới, cái hướng nó open hơn. Thì cái hướng cũ nó như thế nào? Hướng cũ, ví dụ đây là một cái server tôi đặt trong nhà, tôi kết nối vào mạng trong nhà. Đó, đây là cái kiểu cũ, kiểu Home Assistant nhá, mà tôi trước đây tôi giới thiệu ấy. Một cái thiết bị này kết nối với cái điều hòa, kết nối với cái quạt, kết nối với cái đèn đó. Một cái này nó sẽ điều khiển cái này, điều khiển cái này, rồi điều khiển cái này đó. Thế là cái này anh em phải setup để cho từ bên ngoài có thể truy cập vào cái này, thì nó rất là phức tạp ở cái chỗ là modem của anh em phải mở tường lửa, mở cái cổng mà cái này sử dụng, nó rất là lằng nhằng, rất là dài dòng và hay có lỗi ở cái đấy đó. Thì chính vì thế, vì là cái này đặt ở ở trong nhà cho nên là chúng ta phải mở cổng để bên ngoài ta truy cập được. Thì cái giải pháp mới này tôi đang muốn giới thiệu với anh em nó kiểu khác, tức là cái mấy cái thiết bị này sẽ vẫn đặt ở trong nhà nhưng mà chỉ cần kết nối với wifi thôi, wifi trong nhà thôi. Còn cái server này nó sẽ nằm ở trên internet, nằm ở ngoài nhà, nằm ở ngoài ngôi nhà của chúng ta. Thì các thiết bị này kết nối với internet, nằm hẳn ra bên ngoài. Các thiết bị này kết nối vào internet đấy nó sẽ kết nối lên cái server này, và cái việc config mở cổng ở kia là của cái server người ta lo, mình không phải lo cái vấn đề này nữa, vứt được cái này đi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ còn những cái thiết bị trong nhà như thế này. Thì sau khi bỏ được cái đấy đi thì những cái thiết bị này kết nối rất đơn giản. Chúng ta cắm vào điện, cắm vào điện, cắm vào điện. Xong rồi mở app kết nối wifi ở trong nhà. Kết nối wifi nào cũng được, miễn là cái thiết bị đấy kết nối với internet để có thể ra được internet, chứ không nhất thiết là phải kết nối với cái router 1, rồi router 1 phải nằm dưới cái router 2 phải ra internet. Đấy, kiểu kiểu như thế thì nó rất là phức tạp. Thì bây giờ cái này nó đơn giản hơn, là miễn là có internet, miễn là có thể truy cập internet thì những cái thiết bị này đều có thể sử dụng với nhau được hoàn toàn nhuần nhuyễn. Thì cái giải pháp mà tôi đang muốn giới thiệu ở đây đó là chính là giải pháp mà một ông anh tôi phát triển, ông anh tôi quen đây. Giải pháp có tên là Grad IoT, anh em nhìn thấy chưa, đây là cái logo của nó, Grad IoT. Ok, đó, cái giải pháp này nó là một cái giải pháp do người Việt phát triển. Cái điểm mạnh của nó đó là server nằm ở Việt Nam, cho nên là tất cả dữ liệu chuyển lên server là đều nằm ở Việt Nam, nó không bị ảnh hưởng bởi đứt cáp. Như anh em biết là đang đứt cáp các cái hệ thống như kiểu Tuya hay là S on Off mà ở Việt Nam đang rất là chuộng ấy, hay là Xiaomi ấy. Những cái hệ thống đấy nó đặt server ở nước ngoài, ở Trung Quốc, thì thứ nhất là không nói đến vấn đề dữ liệu bị làm sao,
Và vấn đề về ấy đi, về 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 kết nối đi, kết nối sẽ mất ổn định. Ví dụ đang đứt cáp này thì là khi chúng ta bấm bật đèn thì phải mất 5 10 giây sau nó mới nhận được ở cái đầu server để kích hoạt bật tắt, rồi lại 5 10 giây sau nó mới gửi về để nó tắt bật ở thiết bị. Nó rất là lằng nhằng, rất là dài dòng. Và hơn nữa là server đặt ở nước ngoài nó chịu nhiều rủi ro, ví dụ như đứt cáp. Đó, thế là chính vì thế cho nên là cái giải pháp mà ở đây ông anh tôi đang làm họ đặt ở Việt Nam, nên đấy là cái ưu điểm đầu tiên. Ưu điểm thứ hai của cái giải pháp này đó là nó kết nối được nhiều loại thiết bị, chỉ cần flash lại là xong. Ví dụ đây là phần mềm của Grass IoT, là cái phần mềm của Việt Nam, nhưng mà lại có thể kết nối được với cái sensor của Xiaomi. Ví dụ anh em nhìn đây là cái cửa sensor mà tôi chưa dùng, tôi đặt ở đây. Mở cửa, đấy, đóng cửa, đấy, mở cửa, đóng cửa, mở cửa, đóng cửa. Nó rất là nhanh. Thấy chưa? Em thấy gần như là cái độ trễ của nó rất là thấp. Tách ra cái, đóng vào, đấy. Nó có thể tích hợp được với rất nhiều thiết bị của các cái hãng giá rẻ. Thứ nhất là Xiaomi này, S-On Off này, Tuya cũng được. Chỉ cần flash lại là xong, là có thể kết nối được vào hệ thống server Việt Nam. Cho nên là cái tính kết nối đa dạng thiết bị nó rất là lớn. Đó là cái điểm mạnh thứ hai của cái hệ thống này. Đó. Ok. Và cái điểm mạnh thứ ba đó là cái giải pháp này nó cài đặt rất là dễ. Như ở đây, tôi chỉ cần ví dụ như là cái hệ thống trước là tôi phải cài cắm, thì ở đây ví dụ như ở đây là cái công tơ điện nha. Công tơ điện cho cái điều hòa để tôi đo được chỉ số của điều hòa. Thì cái này tôi chỉ cần đấu nối tiếp vào cái hệ thống điện của chiếc điều hòa thôi. Tất nhiên ở đây tôi không có hộp nên là trông nó lộn xộn. Còn đây, sau khi đấu xong anh em nhìn thấy cái AC power này. Hiện tại điều hòa đang tắt, nó chỉ còn một cái dòng rất là nhỏ để nuôi cái bảng mạch của điều hòa thôi. Nên là dòng nó chỉ 0,07A. Đó, khi bật lên thì nó sẽ nhảy. Đó. Kết nối rất là dễ. Bây giờ tôi sẽ thử một số kịch bản cho anh em xem. Ví dụ như đây. Ví dụ như đây là cái toilet. Toilet nha. Đang tắt đèn như này. À, bây giờ tôi bước vào. Đóng cái chả bước vào nữa làm gì. Đây, tối om nha, đóng cửa một phát này. Đấy, tức là đi vào và đóng cửa là đèn bật. Thì đây thì tôi chui vào trong tôi cho anh em thấy. Đấy. Ở đây trên cái cửa tôi có một cái cảm biến ở đây, nó chỉ cần một khoảng như này thôi nó đã nhận và đóng cửa rồi. Thì bây giờ tôi mở cửa nhé, mở cửa nó delay khoảng độ 5 giây đèn nó sẽ tự tắt. Đó. Đấy, đấy là cái kịch bản mà tôi bị vợ bắt setup, để vì là tôi có thói quen là mỗi lần đi đều không đóng cửa, nên mùi nó thối quá, thế là vợ bắt phải đóng cửa kia ấy, cho nên là để mà được đèn bật thì cửa luôn luôn phải đóng anh em ạ. Chán thế đấy. Đấy, đây là một cái kịch bản tự động mà tôi setup. Thì cái hệ thống này nó setup cũng rất là đơn giản. Chờ tí tí nữa tôi sẽ hướng cho anh em xem cách setup. Đấy là về cái toilet nhé. Còn ngoài ra ví dụ như là ở đây có cái cảm biến nhiệt độ này. Cầm đây, đặt trên tường. Đây cũng là cảm biến nhiệt độ của Xiaomi thôi. Cảm biến nhiệt độ của Xiaomi cũng kết nối được. Ở đây là cái ở trong phòng nha. Còn một cái nữa đặt ở bên ngoài cửa phòng đó đây. Đây tôi cũng để một cái nữa. Để chúng ta đo nhiệt độ trong và ngoài phòng ở những cái ngày nóng. Đó. Thì đây, mở lại cái app. Thì ví dụ như là cái cảm biến nhiệt, đây là cầu thang này. Cầu thang tôi để có một cái bảng cảm biến nhiệt độ này. Hiện tại bây giờ đang là 27 độ, 27,8 độ, và độ ẩm đang là 81% là bên ngoài nhà. Còn bên trong là như nào? Phòng ngủ. Phòng ngủ đang là 27 độ vì là tôi không bật điều hòa và mở cửa, cho nên là nhiệt độ trong ngoài nó gần như tương đương nhau. Đó. Thì dựa vào hai cái điều kiện của cảm biến khác nhau như này. Bên này là cái cảm biến chuyển động tôi đặt ở đây. Đây. Đây.
cảm biến chuyển động cũng của Aquara, Aquara của Xiaomi đấy. Thì dựa vào cái cảm biến chuyển động đấy và những cái điều kiện về đóng cửa mở cửa mà tôi gắn ở các cái cửa ra vào cửa toilet ấy, thì để tôi tạo ra được những cái kịch bản nó tắt bật tự động, nó rất là đơn giản như thế này. Nếu như anh em biết là cái hệ thống Home Assistant nó phải setup khó khăn như thế nào thì anh em nhìn vào đây anh em sẽ thấy là nó vô cùng đơn giản. Giờ tôi sẽ thử setup vài cái, anh xem vài kịch bản. Đây là những cái kịch bản tự động. Thì ví dụ như ở đây tôi đặt là bật làm mát khi về phòng. Nó bao gồm những cái gì? Đấy. Đây nhá, tôi chỉ cần có một cái điều kiện là cái nhiệt độ bên trong phòng ngủ nó phải nằm từ khoảng 2-3 độ trở lên, đến khoảng 4-5 độ thì chắc chả bao giờ lên rồi, nhưng mà từ 2-3 độ trở lên, và điều hòa đang tắt và cảm biến chuyển động nhận là có người trong phòng, thì nó sẽ có cái hành động là bật điều hòa ở nhiệt độ 26 độ quạt cỡ 3 rồi cánh gió phe phẩy. Đấy, ok, xong thì ấn xong. Đó, thì nó sẽ thành được như này. Đây là cái kịch bản tự động bật điều hòa khi có người về. Đó, nhưng mà hiện tại là nhiệt độ đang là 28 độ, nằm ngoài điều kiện này cho nên điều hòa sẽ không tự bật. Thì còn ví dụ như là cái cảm biến tự động tắt bật đèn trong toilet lúc nãy, tôi cũng bị vợ bắt làm. Đó là như thế này. Rất đơn giản này thôi. Để tôi xóa đi tự làm từ đầu cho anh em xem. Đây, khi anh em tạo một cái kịch bản nhé, tự động, anh em đây là phần điều kiện. Ở đây nó có chế độ là nếu gặp một trong các điều kiện sẽ chạy, hoặc là nếu phải gặp tất cả các điều kiện mới chạy. Đó, ở đây thì nó không quan trọng vì tôi chỉ dùng một điều kiện. Đó là kể toilet ở phòng vệ sinh này. Đó, phòng vệ sinh, cửa phòng tắm này. Ơ chết. Ứng dụng vẫn đang trong thời gian phát triển cho nên là thỉnh thoảng nó hơi có lỗi một chút. Tiếp tục các tính năng này hoàn toàn là vẫn chưa kết thúc ở đây nhé. Sau này đội ngũ của ông anh tôi sẽ còn phát triển tiếp dựa trên những cái yêu cầu mà tôi thấy là cần thiết cho anh em. Đây, ví dụ thêm điều kiện này, thiết bị này, phòng vệ sinh này, cửa này, cửa đóng này, cửa phải đóng. Đây là cái delay thời gian, ví dụ như là đóng cửa sau bao nhiêu giây thì đèn sẽ bật. Ở đây tôi để 0 giây, tức là đóng cái là bật luôn. Thiết bị này, cũng là phòng vệ sinh này, đèn toilet này, bật. Ok, là xong. Có nghĩa là sau khi tôi đã vừa setup xong một cái kịch bản tự động là cứ đóng cửa phòng vệ sinh thì đèn bật. Thế là xong. Còn sau khi có cái kịch bản bật rồi thì phải có kịch bản tắt. Đây, tự tắt đèn WC đây. Xóa đi nha. Để mà tự động tắt thì tôi thêm một cái cũng là cảm biến cửa. Trước mắt chỉ là cảm biến cửa thôi. Tất nhiên là một cái cảm biến thì nó khó mà có thể đáp ứng được tất cả các trạng thái có thể gặp phải. Ví dụ cửa mở. Thì để tránh cái trường hợp mà đóng vào phát bật lên, hơi nhích mở ra cái này tắt bố mất, thì chúng ta chọn ở đây cái thời gian delay nó khoảng độ 5 giây đi. Ok. Thêm cái này là thiết bị sẽ tắt. Phòng vệ sinh này, đèn này tắt. Đó, ngoài ra nếu mà bình thường anh em đi nặng mà nó thối quá thì anh em có thể thêm cả cái quạt hút mùi nữa. Tôi cũng kết nối cả quạt hút mùi vào hệ thống rồi. Đây, hoạt hút mùi. Tắt thì ở bên kia tôi sẽ bật lên. Và trở lại. Tự bật này, thêm cái quạt hút mùi vào đây. Bình thường là vì cậy là ở tầng 4 là không có ai ra vào, nên là tôi cứ chui vào tôi ngồi luôn. Mùi nó cứ hết bay ra ngoài. Vợ ức chế là bắt tôi phải tạo cái điều kiện đấy. Khổ thế đấy. Đó. Rồi, bây giờ theo như cái điều kiện này là tôi cứ đóng cửa phòng là đèn và quạt hút mùi sẽ bật. Bây giờ chúng ta ra thử xem nhé. Lúc đấy là mới chỉ bật đèn thôi đúng không? Đây. Ở đây là cái công tắc của Grad IoT đã flash.
Thì công tắc này, đây là đèn này, đây là quạt này. Bây giờ tôi thử đóng cửa nhé. Để tôi đặt ở đây, em sẽ nhìn được cả hai. À, bây giờ tôi không động vào cái bảng này nhá, tôi đóng cửa thôi. Đóng cửa này. Đó, cả quạt cả đèn đều bật lên. Đó, em thấy chưa? Quạt thì anh em phải nghe thì tiếng ù thôi, chứ còn cũng không có gì thể hiện được ở đây cả, ngoài cái điều khiển công tắc này. Bây giờ tôi thử mở cửa ra nhé. Mở cửa 5 giây, tắt tắt. Đó, thấy chưa? Việc setup nó trở nên rất là đơn giản khi anh em không phải sử dụng cái home assistant. Nếu anh em biết là home assistant ngày xưa tôi phải ngồi config bằng cách gõ mấy cái dòng 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 gần như kiểu gõ code ấy. Sai một dấu phẩy là nó đếch chạy, xong phải tìm gọi là mệt nghỉ các kiểu thì nó mới 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 tìm được là nó sai dấu phẩy ở chỗ nào để mà xóa nó đi thì bắt đầu mới chạy được. Đó, đó là cái ưu điểm của cái hệ thống này. Thì đấy, đây là một cái ví dụ thôi. Còn còn một cái ví dụ nữa, ví dụ như là ở đây là có cái đèn đèn cầu thang đi. Đây. Ví dụ như ở đây, đây là cái đèn ngoài sân này. Đèn ngoài sân thì tôi cũng lắp ba cái đây. Đó, để nó bật cái đèn ngoài sân. À, thì đây cái đèn cầu thang ở bên này. Cái đèn cầu thang này ở bản chất của nhà thông minh thì đây đèn cầu thang đây. Bản chất của nhà thông minh là họ không có cái công tắc cầu thang cái kiểu hai chiều, tức là bật ở đây xong xuống dưới kia tắt. Cho nên là ở Smart Home chúng ta phải làm hai cái công tắc như thế này. Hai công tắc như này, một cái trên một cái dưới. Thì chỉ có cái dưới là tắt thật, cái ở trên này thì lại là tắt giả. Cái trên này nó chỉ gửi cái lệnh tắt về server để nó tắt cái dưới thôi, chứ nó hoàn toàn không đấu với điện ở trong, không không đấu đến cái đèn kia. Bây giờ tôi thử tắt xuống xuống dưới tắt nhé. Cả hai công tắc này chỉ cần kết nối internet, không cần biết là cái nó có internet ở đâu. Đây, ở đây là ngoài cái việc là có thể tắt bật bằng tay, tôi có thể setup được cái thời gian là sau bao nhiêu giây nó tự tắt đi, để đề phòng cái trường hợp mà chúng ta quên. Đây, ví dụ đây là công tắc chính, bấm cái là đèn bật đó, bật tắt ở dưới này. Bật tắt ở dưới thì đều được. Để tôi thử lên trên này, tắt ở đây. Đó, cũng tắt. Đó. Đó. Thì cái này với cái ở dưới là nó có kết nối với nhau qua internet chứ không phải là qua đường điện trong nhà nữa. Đó là cái khác của Smart Home. Và ngoài ra cái công tắc này tôi cũng đặt hẹn giờ, nó cứ bật lên sau khoảng 40 giây là cái thời gian chúng ta đi qua cầu thang là đèn nó sẽ tự tắt xuống mà không cần phải động vào. Cho nên tôi cứ đi lên, tôi không cần quan tâm đèn này nó tắt hay nó bật, một lúc nữa nó tự tắt. Đó. Ok. Vậy thôi. Đấy là những cái cải tiến về Smart Home, về Automation. Còn ngoài ra thì những cái thiết bị kiểu cũ như là những cái như thế kết nối với cả bóng đèn với cả quạt thì nó vẫn như trước thôi. Khi kết nối được thì nó sẽ đẩy được lên Google. Đây, tôi ví dụ đẩy lên Google. Ví dụ như là cái công tắc này nhá. Setting này, đây. Nó vẫn tương thích với Google Assistant của Google Home và Amazon Alexa. Tất cả cái này đều sẽ được đẩy lên app Google Home. Đây, quạt hút mùi này, bình nước nóng này, đèn trong toilet này. Đèn trong này có hai cái là đèn trên kho của cái toilet và cái đèn phòng tắm. Tôi bật tắt ở tại đây cũng được. Và như bình thường thì cái này nó cũng có hỗ trợ tiếng Việt của Google Home. Ok Google, tắt đèn trần. Sorry, it didn't get any response. Đó. Ok Google, bật đèn trần.
Đó. Sorry, Cái sorry I didn't get any response này thì nó là cái gì? Nó là cái câu phản hồi là tôi vẫn chưa phản hồi được cái gì, chưa phản hồi lại được cái gì cho bạn, là vì cái tiếng Việt này nó chưa phát triển hoàn toàn. Nó vẫn còn đang ở dạng vừa dùng tiếng Anh vừa dùng tiếng Việt. Nhưng mà nó vẫn phản hồi là à nó chưa phản hồi được là tôi đã tắt đèn cho bạn hay tôi đã bật đèn cho bạn, nhưng mà nó vẫn tắt, vẫn bật theo ý mình, thế là ok rồi. Sau này khi nó hoàn thiện thì sẽ dùng được thôi. Ok. Đó, đó là cái hệ thống mới mà tôi đã sử dụng. Và hệ thống này nó cũng bật tắt điều hòa như bình thường như cái hệ thống trước tôi bảo. Ok Google, bật điều hòa. Đó, Sorry, thấy chưa, tự bật điều hòa như thật. Cái vấn đề setup kịch bản anh em cũng phải để ý một chút, không nó sẽ thành vòng lặp. Ví dụ như tôi setup là điều kiện là cứ cửa mà đang mở thì điều hòa phải tắt, nhưng mà điều kiện mà điều hòa bật mà lại không có cái cửa đang đóng thì ví dụ kia cửa đang mở kìa thì một lúc nó sẽ tự tắt. Nếu như tôi setup đây rồi, setup nha, tôi setup luôn này, rát này, OT này, trở setup này, tạm kịch bản này, tắt điều hòa khi mở cửa, tiếp thêm điều kiện thiết bị này, phòng ngủ cửa phòng ngủ mở, cửa phòng ngủ mở sau ở đây cái thời gian delay tối đa là là 5 phút, nhưng mà tôi chỉ cần nó mở khoảng độ 5 giây đi, hoặc là thôi 15 giây nhá, 15 giây này thì hành động sẽ là tắt điều hòa. IR này chính là cái bộ điều khiển điều hòa đây. Đây, đây là cái bộ điều khiển của Grad IoT. Đó, cái hộp trắng trắng đấy. Nó cũng giống như cái Rodlink ngày xưa thôi. AC này, tắt này, xong. Đó, đây là kịch bản. Rồi, bây giờ kịch bản đã bắt đầu nhận rồi đấy. Chờ khoảng 15 giây nữa tôi sẽ ngừng lên điều hòa. Em nhìn. Ok. Bắt đầu đếm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tắt đi. Chắc phải 15 giây thật. Cửa mở sau 15 giây. À tôi chưa xếp. Khổ, chờ tí xếp đã. Rồi, bắt đầu xếp rồi. Ok. Bây giờ thì bắt đầu chờ 15 giây. Trong lúc chờ. Đây nha. Bắt đầu rồi. Kịch bản. Đây là kịch bản. Cửa đang mở. Lâu nhỉ? Hình như là tôi phải ra tôi đóng cửa một cái đã. Anh em chờ tí để tôi ra đây. Cửa nó đang mở, nó chưa chuyển trạng thái. Đấy nha. Phải đóng cửa lại này. Ở đây tôi có gắn cái cảm biến ở đây đây. Đó, đây cảm biến Xiaomi đây, cái cảm biến ngày xưa tôi dùng nhưng mà nó hỏng rồi. Cửa đang đóng. Bây giờ tôi mở ra. Nó phải chuyển trạng thái cơ. Đã mở nha. Xem nó có tắt không. Nếu không tắt thì là đó, tắt rồi đấy. Đó. Ok. Đó là những cái setup rất là thú vị, chứ không nhất thiết là anh em phải tự mồm nói là bật cho tao, tắt cho tao, mà là những cái setup, những cái điều kiện nó
để nó phục vụ anh em mà anh em không cần phải mở mồm luôn. Ok, xóa kịch bản này đi, không tí nữa nó lại tắt. Đó. Nay tôi giới thiệu qua với anh em thế thôi. Tôi nhắc lại cái hệ thống mà ông anh tôi đang phát triển có tên là GRAD IoT. Hệ thống này được phát triển bởi Việt Nam và nó có 3 cái yếu tố then chốt để nó có thể mở rộng trong tương lai. Thứ nhất, nó là đặt server tại Việt Nam do người Việt Nam phát triển. Và thứ hai, nó có thể liên kết được với các cái thiết bị đang phổ biến trên thị trường, đang bán nhiều trên thị trường của các hãng như là Xiaomi, S-ONOP hay là Tuya là những cái hãng đang phổ biến nhất một cách nhanh chóng. Thứ ba là cái việc setup hết sức đơn giản, không cần phải mở cổng, không cần phải cài đặt, không phải làm gì cả, chỉ cần cắm vào điện, thay các cái ổ cắm bình thường, thay các ổ công tắc bình thường và mở cái app này lên, kết nối thiết bị vào. Đây, như cái này là những cái tôi đã kết nối. Kết nối rất đơn giản, kết nối như là anh em kết nối cái gì nhỉ? Cái loa Bluetooth thôi. Là mở lên rồi chọn chọn đến tên của thiết bị và pair là xong. Rất đơn giản. Không cần phải setup, không phải code kiếc gì cả. Đó là cái điểm mạnh thứ ba. Về giá thành thì tôi sẽ chưa nói đến bởi vì là chỉ biết là cái giá thành nó sẽ là giá thành hợp lý. Bởi vì là cái sản phẩm này vẫn còn đang phát triển về tính năng, chưa thương mại hoàn toàn nên là sẽ còn khoảng độ 1 đến 2 tháng nữa bắt đầu mới 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 đưa ra thương mại, lúc đấy thì tôi sẽ giới thiệu sau. Còn bây giờ hiện tại thì chưa có giá bán. Tất nhiên là giá nó sẽ không rẻ, không phù hợp với anh em sinh viên. Anh em đi làm thì có thể bắt đầu dùng thử. Và cái điểm mạnh ngoài những cái vấn đề trên nữa là những cái thiết bị này nó kết nối trực tiếp đến Google Home thông qua cái này, cái kết nối của Google Home ở đây, cài đặt này, mình đây, đây, nó kết nối trực tiếp, nó thành một hãng của mà Google hỗ trợ ở đây. Ở đây tôi có GRAD IoT này, Mi Home này và G-Line là những cái tôi đang kết nối với Google Home này. Nó kết nối được đa dạng luôn. Bấm phát là có 12 thiết bị, anh em thấy không? 12 thiết bị đã chuyển sang Google Home. Không cần phải cài đặt gì nhiều. Tất cả là chỉ là giao diện người dùng chứ không phải giao diện code. Rất là tuyệt vời. Rồi, tạm biệt anh em. Hẹn anh em các video sau. Sau khi mà tôi cải tiến tiếp được cái nhà thông minh của tôi. Ok. Chào anh em. Bye bye.